Rồi, chào mọi người đã quay trở lại với kênh bán hàng đồ nghề Nhật ha. Mọi người mua hàng liên hệ số điện thoại của em nha, 0334830843. Rồi, mình đăng ký theo dõi cái video mới thì mình bấm vô cái nút đăng ký kênh giùm em ha. Rồi, em cập nhật mấy cái món hàng đã bán hay chưa ở ngay chỗ cái tiêu đề của cái video. Ví dụ cái video 59 nè, hôm nay video 59 thì cái dòng chữ video 59 mọi người bấm vô thì nó sẽ thấy cái chỗ em cập nhật với cái món hàng đã bán hay chưa, để mình ngồi liên hệ cho nó tiện ha. Rồi, hôm nay là cái video clip số 59. Đây. Số 1 là cái cờ lê đa năng ha. Cờ lê đa năng này của top. Đây, răng còn rất là ok luôn. Size này là 200 ml nè, 20 á. Đây. Rồi, cái kèo lê đa năng này có mã là 5901 ha. Giá bán 250.000. Tiếp theo là một cây cờ lê đa năng luôn mà size to hơn, đây là size 25, đây là hợp của thương hiệu Sunkei của Japan luôn ha. Đây này nó ngậm tới ống 40 ha, 41 ha. Răng cũng còn rất là ok. Cây này thì nó có sử dụng qua rồi ha. Đây. Rồi, cái cờ lê đa năng số 2 này là mã 5902, giá bán 300.000. Tiếp theo một cây hước kê gốc. Cái loại này nó kê được gốc 45 độ ha, với lại 90 độ luôn nè. Đây kích thước nè. Cái đế nó thì rất là dày luôn. Của xin qua nha mọi người. Nè. Đây cũng có góc 45 độ nè. Đây góc 90 độ. Đây 45. Rồi cái hớp cây góc vuông ha. Cái góc 45 có mã là 5903, giá bán 200.000. Rồi tiếp theo có một, em về được cái ổ khóa đĩa ha. Cái này là ổ khóa đĩa của Combine của Nhật nha mọi người. Thương hiệu này là của Nhật, nổi tiếng về mấy cái đồ bảo hộ ha. Này Combine nè. Cái cốt này nó khoảng lỗ là 10 ly á mọi người. Xem xài mình phù hợp thì mình xài nha. Cốt 10 ly, cái thân này là bằng nhôm đúc. Nhôm hợp kim ha, rất là cứng. Này. Nguyên cái ổ khóa rất là nặng luôn nha. Cầm rất là nặng tay. Combine ha. Đây mình khóa vô, mình khóa về. Nhận nó vô. Rồi, cái ổ khóa đĩa này có mã là 5904, giá 400.000.
Tiếp theo là một cây chuốt dây điện, kìm chuốt dây điện của Vercel. Đây Vercel, size nó là size A nha mọi người, size A nè. Nó chuốt dây từ 0.5 đến 1.2, 1.6, 2.0. Đây, nó chuốt như vậy nha mọi người, rất là nhanh luôn. Này dùng cho anh em làm số lượng nhiều á, dây mình cần làm nhanh á, chuốt dây rất là nhanh. Ok, cái kìm chuốt dây điện của Vercel có mã là 5905 ha, giá bán 350.000. Rồi tiếp theo là có hai cái cử, hai cái cử cử góc để mình ráp mấy cái đồ ha, ráp cái góc vuông nè. Ví dụ như này mình ráp cái ván ha, ván góc vuông đó. Mình nâng nó ra. Để gỗ lên góc vuông, mình muốn ráp lại góc vuông thì mình để gỗ vô. Rồi cái ép nó lại. Đây. Rồi nó mở tối đa nè mọi người. Tối đa là 7 cm ha. 7 cm. Đây. Cái này cũng vậy. Cử vuông giờ có thể làm cử hẳn luôn. Đây là cử vuông. Cái này thì mình làm đồ nhẹ, tại vì nó là nhôm đúc mà nó mỏng ha, để là mình làm đồ nhẹ. Đây mình làm cái cử vuông thì mình ráp lại hình này thì hai cái sẽ sử dụng được, hoặc là cử thẳng này ráp thẳng nè. Rồi ok, một cái cặp cử ha, nó có để số cho mình sử dụng nè, ví dụ như nè 45 độ nè, 60 độ nè, 90 độ nè, đó 45. Rồi cái cặp này có mã là 5906 ha, giá chỉ 250.000, hai cái luôn. Rồi tiếp theo là về một cái con dao, con dao nhìn rất là đặc biệt ha, dao đa năng. Đây là cái thương hiệu nó ha. Đây nó bật dây dày, nó khóa lại nha. Đây là cái chốt khóa nè. Dao của Shinki, thương hiệu của Nhật ha, thương hiệu rất là nổi tiếng về làm mấy dao cưa dao, mấy dụng cụ cắt Shinki. Đây nó mở hai nắp nha mọi người, dao này chắc gọt trái cây rồi cũng ok, thép trắng Shinki nè. Nó khóa lại luôn, rồi mình muốn gấp nó lại mình phải bật cái khóa này, nó được một nắp 45 độ nữa nè. Đó. Rồi. Ok, cái con dao này có mã là 5907 nha, giá 200.000. Rồi tiếp theo về cái bộ bánh xe nữa ha, bốn cái bánh xe. Là một bộ. Đây. Nó gồm hai cái ha. À nó gồm hai cái nó không có cái khóa và hai cái có cái khóa này nha. Là thành một bộ bốn cái. Đó, nó khóa bánh nè. Nó khóa cái bánh lẫn cái trục quay trên luôn ha.
Bánh xe này thì hàng SK của Nhật ha. Đây là SK thị trường Nhật nè. Nó rất là chất lượng. Xài một cái bạc đạn, hai cái bạc đạn, trên đây một cái bạc đạn nữa, ba cái. Này ba cái bạc đạn. Hàng mới chưa sử dụng nha mọi người. Đây kích thước nó nè. Đây. Rồi bốn cái bánh xe này có mã là 5908 ha. Giá 200 ngàn một bộ. Rồi tiếp theo về một cái khoan tay nha mọi người. Khoan thủ công khoan tay nè. Của Nhật. Thương hiệu đây. Máy thị trường Nhật ha. Nó kẹp được mũi từ 5 ly trở xuống ha. Đây. Cái này kẹp chắc mũi hơn mũi khoảng 6 ly á. 6 ly trở xuống nha mọi người. Mũi từ 0.1 đến 6 ly ha. Đây, 0.1 đến 6 ly. Khoan này thì nó mới chưa sử dụng nha mọi người, gần như là chưa sử dụng nè. Về mọi người sử dụng thì cái này bằng nhôm nè, sử dụng thì mình bôi cái mỡ bò lên đây nè, nó quay sẽ rất là êm. Còn này nó chưa sử dụng, nó chưa có gì hết, chưa có nhớt gì hết. Nè. Bên trong đây thì đựng mũi. Để coi nó có mũi không. À, nó có được 1, 2, 3 cái mũi khoan. À, đúng rồi, ba cái mũi khoan theo cái tên đó nè. Mũi 5 với mũi 3, mũi 2 ly ha. Đây. Nó cứ để trên cái thông số này. Theo cái cây này á. Mũi chưa sử dụng mọi người. Mũi này khoan gỗ. Rồi nó còn nguyên luôn, nguyên tem luôn, chưa sử dụng. Còn nguyên cái bộ luôn ha, đủ bộ. Rồi cái khoan tay này có mã 5909 nha. Giá 400 ngàn. Đây là kích thước nó nè. 30 ha. 8 cm. Cái thân này bằng nhôm nè, bằng sắt nè. Đầu sắt ha, cái này trên dây nhựa. Rồi cuối cùng là một cái ổ khóa nha mọi người. Đây ổ khóa rất là chất lượng, rất là nặng. Cái này cũng phải 2 ký mấy, 2 ký mấy á. Rất nặng mọi người, khoảng 2 ký nha. Em chưa cân nữa. Cầm rất là nặng tay luôn. Đây. Ổ khóa thiết kế rất đặc biệt ha. Gắn vô. Ở đây nó có để cho mình biết nè, khóa mở nè, hiện tại là đang mở nè đó. Đặc biệt mình vặn qua giày chiều này thì nó mở một bên, muốn muốn mở bên này á thì vặn ngược trở lại. Rồi đó, mỗi một bên nó sẽ vặn một một cái ha. Rồi vặn đứng giữa này là lóc nè, lóc là khóa lại. Rồi giữa là khóa. Rút chìa ra. Đó. Cái chìa nó chống đỏ mà. Mình đưa cái gì khác. Này này thì nó xoay vòng tròn luôn nè. Thằng hay. Đây là cái thương hiệu nó. Đây. Ổ khóa này của Nhật nha mọi người, chắc chắn bằng thép nè. Bên trong nó là thép đúc, nó bọc cái cao su ngoài, bọc nhựa ngoài ha, nhựa cứng rất là chắc. Cái này dễ gì mà cắt được ha, rất là dày luôn.
Đây. Đây nó bung ra nè. Bung ra khoảng tròn như vậy nè. Mọi người khóa được. Hình dung ha, dễ hình dung. Đó. Hoặc xếp lại chiều dài cũng ok nè. Nó đa năng cho mọi người. Đó. 30 luôn nè, mở ra 30. Rồi ok. Cái ổ khóa ha. Rồi cái ổ khóa này có mã là 5910 nha mọi người. Giá 650 ngàn. Nó còn ba cái chìa zin luôn ha. Nè. Ba chìa zin của nó luôn nè. Cái bọc này là chưa xài luôn nè. Đó. Còn cái mã số luôn. Rồi. Em kết thúc cái video ở đây ha. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi và ủng hộ ha. Hẹn mọi người trong các video tiếp theo nha. Mọi người nhớ bấm đăng ký kênh để theo dõi mấy cái video của em đăng lên ha.